trái ngược với vụ việc tại Hậu Giang, từ mâu thuẫn đất đai chưa được giải quyết, một người chú ở huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn đã dùng súng tự chế, sau đó mật phục xả đạn vào vợ chồng người cháu ruột của mình, gây phẫn nộ trong dư luận. Được biết là cơ quan cảnh sát điều tra công an của huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với người đàn ông này về hành vi giết người. Trước đó, do nhiều năm mâu thuẫn tranh chấp đất đai với gia đình anh trai ruột không được giải quyết thấu đáo thỏa đáng, Khoảng 16 giờ ngày 27 tháng 1, Vi Văn Thoại, 52 tuổi, trú huyện Tràng Đình, tỉnh Lạng Sơn, nấp sau bụi cây ven đường mật phục và dùng súng tự chế bắn vợ chồng cháu ruột 31-32 tuổi trú cùng thôn. Hai nạn nhân đã hô hoán và được người dân kịp thời đưa đi bệnh viện cấp cứu. Người vợ trúng một viên đạn, người chồng trúng 16 viên đạn. Sau khi gây án, Thoại đã bỏ trốn sang Trung Quốc. Ngày 12 tháng 2, Thoại quay về cùng vợ và lẫn trốn trong hầm gần nhà được đào từ trước công an phát hiện bắt giữ thoại về nhà lấy nhu yếu phẩm và thoại tiếp tục bỏ trốn khỏi địa phương tại hiện trường lực lượng công an thu giữ tăng vật của vụ án gồm một khẩu súng tự chế hơn 60 viên đạn 233 trăm gram đạn bi gan tám mươi gram thuốc súng và nhiều tan vật có liên quan